Thưa quý vị, trước dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta và có vùng ảnh hưởng từ Hà Tĩnh tới Quảng Ngãi vào ngày mai, ngày 18 tháng 9, sáng nay Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp khẩn nhằm đề ra các biện pháp chủ động ứng phó với cơn bão này. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết hiện nay các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng đã lên kế hoạch sơ tán cho gần 296.000 hộ, tương đương trên 1,1 triệu người nếu bão số 5 mạnh cấp 10, cấp 11. Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đã cấm biển từ ngày 16 tháng 9. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi dự kiến cấm biển vào ngày hôm nay, 17 tháng 9. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương dự báo trong vùng ảnh hưởng, nghiêm túc thực hiện công điện số 1258 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó với bão số 5. Theo dõi, khẩn trương kiểm soát đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm, kể cả tàu vận tải, tàu du lịch, sơ tán người, đảm bảo an toàn các khu nuôi trồng thủy sản ven biển, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công, kiểm tra rà soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa, chủ động thu hoạch lúa đã chín, đồng thời tổ chức các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đến các địa phương khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng của bão, triển khai ứng phó phù hợp với diễn biến và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.